Thưa quý vị và các bạn, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động là địa phương có nhiều cựu chiến binh đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, chúng ta cùng về đây gặp gỡ những cựu chiến binh anh dũng quả cảm ngày ấy. Họ đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, đó là sự quyết tâm lên đường nhập ngũ của Trung tá Hoàng Trình ở thôn Dưỡng Phú, nhập ngũ năm 1959 tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 354, giữ chức vụ chính ủy trung đoàn, lính bộ binh trực tiếp chiến đấu với địch. Đã 80 tuổi, nhưng những trận đánh cam go còn in đậm trong tâm trí ông mỗi khi được nhắc lại. Tham gia trận tổng tấn công Mậu Thân năm 1968 và từ năm 1968 đến năm 1974, liên tục hoạt động ở chiến trường Trị Thiên, một chiến trường gian khổ ác liệt. Năm 1974, trung đoàn nhận nhiệm vụ vào Tây Nguyên cùng sư đoàn 10 giải phóng Đắk Pét. Tháng 5 năm 1974, ông cùng đồng đội tiếp tục nhận nhiệm vụ quay ra Quảng Đà, giải phóng căn cứ Thượng Đức, tạo đà cho chiến dịch giải phóng Đà Nẵng, tiến tới tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975. Giải phóng được căn cứ Thượng Đức này, thì như vậy thì trung đoàn 3 chúng tôi quần nhau với cái lữ đoàn dù của thằng địch 4 tháng trời. Một cái nơi trận địa ấy cũng không khác chỉ những cái chiến dịch như cái đồi A1 cũng rất là ác liệt. Sau khi chấn giữ được ở Thượng Đức, trung đoàn 3 đã quay về Trị Thiên, đánh cắt địch từ Huế vào Đà Nẵng, đồng thời đánh thẳng vào Huế. Bây giờ thì cái khí thế nó hừng hực, không sao mà kìm nổi nữa, không có cản gì hết. Chúng tôi tiến thẳng về phía vào sân bay Phú Bài và xông thẳng vào thành phố Huế. Bây giờ quân địch chỉ có chạy. Tại thôn Tà Thượng, người dân được biết đến gia đình Trung tá Nguyễn Quang Thìn, ba anh em cùng tham gia và trải qua thời khắc lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, ông Nguyễn Quang Thìn, người lính cơ yếu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, còn nhớ rõ những năm tháng làm nhiệm vụ. Với vai trò lính cơ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyên tiếp nhận các thông tin mật mã từ chiến trường gửi về, chuyển lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ngược lại, công việc này luôn đòi hỏi phải nhanh chóng, bí mật, chính xác. Khi nhận được công điện miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông và đồng đội vỡ òa trong vui sướng. Mình làm việc nó tinh mịch, mà chúng tôi nhận được cái tin chiến thắng thì chúng tôi nói thật chứ, trong cái không khí đơn vị thì quá phấn khởi, anh em gieo hò âm, không có cái gì sung sướng bằng. Dù thời chiến hay thời bình, với tinh thần quả cảm anh dũng và gương mẫu của những người lính bộ đội Cụ Hồ, luôn là gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.